Ooh, infamous. Yeah, yeah, she made it. She made it. She made it. Yeah, she made it clap. Nghe anh rap là em vỗ. Yeah, vì muốn làm em sướng, vì không muốn làm em khổ. Tránh xa việc rap, bé ơi. Rapper bây giờ buông thuốc nổ. Tìm anh thì rảnh thì ghé chơi. Bi hứa luôn chừa em một chỗ. Mỗi lần bên em là Bi nói chẳng nên lời. Gối bời vì chân em cứ vướng lại trên cổ. Bi muốn được ở trong em. Bi là con hổ trong nhà. Rap là ánh sáng của đời anh. Nhưng quyết không phải chỗ phong bàn. Anh thương lắm mấy thằng ranh. Xăm soi anh sơ hở xuyên tạc. Anh luôn giữ đằng ranh. Kiên quyết không để tư tưởng đi lạc. Anh ước ai đó bước qua phải đi. Thằng nào đang nhột thì tự giải đi. Cộng đồng bớt quan tâm chuyện thừa thải đi. Để sau mỗi trận biết không ai phải suy. Mày khi đi cãi lý đừng để bị nắm thóp. Lyric dissing thì đừng như đấm bóp. Vì gác ngoài kia mưa giông sấm chớp. Thì mong em vẫn kết cậu ba Khải Duy. Please. Khóa học chinh phục phụ nữ trên đường lên giường. Nơi sẽ biến bạn từ đáy của chuỗi thức ăn leo lên thành mục tiêu phổ giống hàng đầu của 70% phụ nữ địa cầu. Đặt hàng ngay hôm nay để nhận voucher giảm giá kèm giáo trình.